Dạ. Rồi mời anh chị mở mặt nạ ra. Rồi chào anh chị. Mời anh nói trước ạ. Giới thiệu thông tin cá nhân của anh. Tên là Nguyễn Văn Cường, 59 tuổi, đến từ Vô Vấp. Wow, 59 tuổi thiệt hả anh? Tuổi. Vậy anh quá trẻ luôn á. Có ai nói anh trẻ hơn tuổi không? Dạ em nói lần đầu tiên. Cái gì em nói lần đầu tiên, mệt ghê. Anh đang làm công việc gì anh? Trước là nhà máy đóng tàu Ba Son. Dạ. Sau đây đi tàu biển, tàu Bình Dương nước ngoài, nghỉ hưu rồi. Rồi hiện tại anh đang sống với ai? Bây giờ đang sống một mình. Rồi, mời em nhà chị giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào mọi người trong trường quay, chào anh bên kia. Em tên là Ngà. Ngà. Dạ, năm nay em 42 tuổi. 42 tuổi là sinh năm 78. Sinh năm 77 ạ. 77 là bằng tuổi Cát Tường đó. Hiện giờ mình đang làm công việc hiện gì? Hiện giờ em đang làm quản lý nhà hàng ở bên quận 12. Hiện giờ em đang sống với ai? Dạ em sống với con gái với lại mọi người trong nhà hàng, em ở đó luôn. Ở trong nhà hàng luôn? Dạ, em ở đó luôn. Ồ, quận 12 bên đây Gò Vấp thì cũng gần ha anh ha. Chà, vậy là hợp lý rồi nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em siêng năng á. Nhưng mà điểm yếu của em là hơi quyết đoán, hơi khó tính một xíu. Làm quản lý phải khó tính, đúng rồi. Nhưng mà em hơi khiêm tốn rồi. Điểm mạnh có thể là còn vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn nữa đúng không? Làm nhà hàng mà. Nhưng mà đôi khi người bạn trai của mình sẽ không thích điều đó đâu. Đúng rồi. Tình yêu là phải có niềm tin. Đó là công việc thôi mà. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Mạnh là tức là không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Không cà phê, mà không bài bạc, không cá độ gì hết. Vậy cái gì là có anh? Thì nên là mình nhút nhát trong đám đông, không tự tin. Dạ. Hay nói lớn tiếng thì chúng ta không có gì cả được. Kiểu trên, nói trên lớn tàu tiếng. Chắc nói lớn mới nghe anh đúng hả? Rồi. Tao dạ. Tao nó ôn, nói lớn nó quen. Dạ. Bây giờ người ta tưởng là nói người ta, chứ người ta không phải là vậy. Dạ. Hay nhai, hay ngủ nhai nhai. Nhai gì? Tức là ngủ vậy? Người nhai. Ôi sao anh biết ai nói với anh là tức người, tức là có đứa cháu nó ngủ chúng nữa. À. Thì nó nói vậy thôi. À. Đấy, mà thôi lúc ngủ cũng chẳng ai để ý đâu anh ơi. Rồi anh quá. Ở một mình rồi, trong việc nhà anh tự làm hết luôn. Tức là tự làm, từ nấu cơm, từ đi chợ, nấu ăn, làm tốt hết. Dạ, nhưng mà anh ở một mình thì anh làm. Ví dụ sau này có vợ thì anh có phụ vợ những công việc đó. Tất không? Nhiên rồi, tôi trước đây vợ chứ bao giờ giặt quần áo, tôi chỉ giặt không. Vậy luôn á hả? Có lần giặt quần áo để ngâm chung, vợ nó còn lấy ra quần áo, vợ giặt mỗi quần áo của vợ. Ở với nhau được bao lâu rồi, có mấy mặt con anh? Tức là có 3 đứa. Dạ. Ở 19 năm. 19 năm. Đấy. Rồi đi tàu biển nước ngoài, sau đó là vợ chồng lục đục thế là ghen tuông rồi nên bỏ nhau. Bao lâu rồi anh? Bỏ nhau là 10 năm. Thì vợ cái nó tham vọng nhiều quá, cái xúc phạm này, cái này như cái chửi anh em họ hàng, nó chửi lãng hết. Nhưng mà sống với nhau 19 năm thì 19 phải hiểu năm. Nhau chứ anh cũng thấy những cái tính tình người ta thay đổi không biết thì sao chả hiểu. Có nghĩa là sau mới thay đổi, sau mới thay đổi thì cùng nói, ngồi nói với nhau thì nói là bây giờ nếu không thay đổi tính là bỏ. Thì cô ta đang thách thức lên rồi là bỏ thì ăn mừng, chứ mà sáu bỏ sáu là cô thì nhờ anh em này kia để nói kéo lại, chứ mà Cường không chấp nhận, anh chấp nhận này, bỏ rồi là rồi, không chấp nhận. Hồi đó đi tàu biển thì người ta đâu biết mình là ai trong khu phố đâu, sau từ đó đi ra làm ngoài dân phố thì nó mới hiểu được. Ba đứa nhỏ là bao nhiêu tuổi? Thế là bây giờ là lớn, đi học đại học ra trường rồi. Dạ. Rồi đi làm rồi. Còn sau đó mình lấy một vợ khác là có người mai mối á. Thì lấy cũng đi làm xa, đi tàu biển. Sau đó cô đi ngoài tình. Người tình ngay là người tình với bạn mình, bạn của chồng. Đầu tiên thì nói là ông đó là ông đứa tán gái giỏi lắm đấy. Thì cô không nghe, con là bạn của anh. Ý như rằng sau đó cô ta là bị dính lại, đi khách sạn với ông kia. Rồi sao anh biết? Cháu giỏi sao phát hiện ra, sao anh bỏ luôn 4-5 năm. Mà cái cô vợ đó là cũng có kết hôn đàng hoàng đó. Kết hôn, vợ nào kết hôn đàng hoàng hết. Mình lấy đàng hoàng, công nhận của pháp luật đàng hoàng. Sau đó cũng lý gì là cũng có đơn ra tòa đàng hoàng. Dạ. Không mình phải lấy. Mà cô Sáu thì mình ở được bao lâu? Cô Sáu thì ở được 3 năm. Có con không anh? Có một đứa con gái 8 tuổi. Bây giờ cũng ở với cô luôn. Ở với mẹ. Dạ. Rồi suốt 5 năm nay thì lại không khó chưa? Không, sau đó cũng có quen một cô, nhưng mà cô này thì cô thì khi quen thì cô này yêu thôi, thì cô không lấy thì không chấp nhận. Có nghĩa là anh là quen nhau, yêu nhau là phải lấy nhau. Dạ, yêu nhau là phải lấy, không yêu dạ. Thôi. Dạ. Thì cô ta muốn yêu chứ không muốn lấy. Bây giờ cũng cắt đến khoảng 2 năm nay rồi. Rồi hiện giờ là trống trơn chưa? Vậy bây giờ là gọi là lính phòng không. Lính phòng không. Dạ, yêu là cũng phải lấy luôn đúng không? Dạ, yêu là lấy, không yêu thì thôi. Dạ. Yêu chân chính, đàng hoàng. Dạ, chân thật chứ không có chân giả. Dạ. Không có chân giả. Rồi còn mình thì sao? Em ly dị cũng 13 năm. 13 năm. Trước đây thì em có nuôi một bé trai, con trai em bây giờ nó cũng lớn rồi. Em ở Lâm Đồng, không phải là dân ở dưới này. Vì con gái em vào đại học ấy.
nên là muốn ở chung, hai mẹ con ở chung với nhau á, nên em chuyển xuống đây. Vậy là mình có hai cháu. Có hai cháu. Còn bé trai thì vẫn ở trên Lâm Đồng. Bé trai của em lớn lắm rồi, bữa nay nó tự lo được, ở nhà làm rẫy rồi này nọ rồi. Ở Lâm Đồng một mình. Có ngoại, gia đình em ở trên đó hết mà. Là dưới đây là hai mẹ con là ở trong cái chỗ của em làm luôn, là con chỗ đi học. Em làm cũng là anh em. Tại sao mối tình đó mình lại chia tay? Tại vì con có lẽ là do thời đó em còn nhỏ, mình chưa được chỉnh chu á, mà gia đình thì là người Bắc á, có nhiều cái phong tục, với lại có nhiều cái mình không thể nào, nói chung là làm dâu hả, lúc đó là làm dâu nên không được. Mà hai vợ chồng ở với nhau được bao lâu? 6 năm vậy. Bây giờ có còn gặp lại anh đó, anh có gia đình mới hết rồi chứ đúng không? Có gia đình mới nhưng mà cũng ít khi gặp lắm, mà có gặp cũng không liên quan gì. Suốt mười mấy năm qua thì mình có mối tình nào khác nữa không? Có, cách đây cũng lâu rồi. Mình có quen một người ở Sài Gòn nhưng mà cũng vì khoảng cách địa lý hay là nói chung là nhiều vấn đề, em nặng gia đình á. Còn con cái chưa có lớn á, chưa có nghĩ cho bản thân em. Cho tới bây giờ thì con cái em cũng lớn, em đang muốn nghĩ tới cho mình một xíu. Nhưng mà bây giờ yêu có lấy không? Yêu thì lấy. Yêu là lấy đúng không? Dạ. Tại vì quan điểm anh bên này cũng rất là rõ ràng, yêu là phải lấy. Chứ còn gọi là hãy cứ là tình nhân thì anh không chịu. Đó. Em thì cũng muốn có một người sống với mình nghiêm túc, mà sống phải lâu dài. Quan điểm của em là muốn lấy một người chủ yếu là để già, có người mà cùng ăn cơm, cùng chia sẻ, cùng có nghĩa là đi dạo hay là bất cứ một cái gì đó thôi. Chứ còn không phải là để nương tựa. Tại vì quan điểm của em không muốn nương tựa vào bất cứ ai cả. Đúng rồi, để hủ hỷ lúc tuổi đúng già rồi. Công việc của cô này thì hồi nãy anh cũng nghe cô nói rồi đó, cô đang làm trong môi trường nhà hàng thì chắc chắn sẽ có tiếp xúc nhiều người, đi ra đi vào, trai có gái có. Thế thì về quan điểm về để vợ đi làm hoặc là về những quan hệ xã hội thì anh có cái suy nghĩ như thế nào? Mà chúng là con gái mà làm bất cứ chỗ nào vậy thôi, quan trọng cái bản chất con người đấy. Mình làm ở đâu vậy thôi, mà quan trọng cái tâm của mình. Yeah. Đứng đắn hay không? Yeah. Là quan trọng nhất. Giờ giấc làm việc em sao em? Thường xuyên về trễ lắm. Đến 11 giờ em mới giấc, tại vì em còn quản lý cả doanh thu này nọ. Nên phải chốt được tiền xong em mới dừng. À, nhưng mà từ sáng luôn hay là từ chiều? Thường là sáng 10 giờ là em có mặt rồi để chuẩn bị mọi thứ. Nói chung mà hiện giờ thì em sống đó giống như một giống như là nhà của em vậy luôn thôi. Rồi. Còn nếu trường hợp mình từ chỗ khác tới làm thì cái giờ giấc là như vậy đúng không? Anh có đồng ý để cô tiếp tục cái công việc của cô hay không? Không, dù là phải 12 giờ đêm là cô sống mới về. Sống phải làm việc mà. Yeah. Không quan trọng việc gì hết cả. Mà mình thì biết giữ bản thân mình. Vậy là cơ bản là em thấy cũng thoải mái rồi đó. Rồi, em muốn tìm một người bạn đời, một người bạn đồng hành với mình trong tương lai là người như thế nào? Em không cần người đó phải cho em cuộc sống giàu sang, sung sướng hay là gì hết. Em chỉ cần người đó là thật lòng và thật tâm thôi. Nếu mà người mình có được hai chữ đó thì cái gì mình cũng có thể tha thứ hay có thể mình vượt qua được hết. Đây, em có thể nhìn tìm thấy ảnh trong này thử xem. Anh 59 tuổi hả? Thế còn anh thì anh mong muốn tìm một người bạn đời của mình như thế nào? Thì thấy hồi này mày cao thì 1m55 trở lên thôi. Không mập quá, đừng ốm quá. Khỏe mạnh là được. Khỏe mạnh, đấy, trắng trẻo tí được. Tức là không phải cần phải đẹp lắm, miễn là nhìn được. Chỉ ước gì như thế thì không cần gì đẹp nữa. Của mình cũng lớn rồi. Nãy giờ qua trò chuyện, anh hình dung cô này như thế nào? Anh tưởng tượng miêu tả em nghe coi. Vậy mới khó mới đố anh chứ. Dạ anh nhắm cổ cao khoảng nhiêu? Chắc cũng phần 50-55 gì đấy thôi. Mập hay ốm? Tức là cũng hơi mập tí xíu. Lý do sao anh đoán cô hơi mập mập? Thì đó là làm nhà hàng chắc nghĩ cũng không. À rồi. Tóc dài hay tóc ngắn, cổ ăn mặc như thế nào? Chắc là mặc đầm, mà anh cũng thích con gái mặc đầm. Chứ không thích con gái mặc quần tây đâu. À sao vậy? Thích con gái mặc đầm. Nhìn đúng phụ nữ. À. Đúng gọi là nó mềm mại. Còn nó quần tây nó cũng khô khá. Hơi cứng ha. Cứng nó cũng thích. Rồi, tóc dài hay tóc ngắn? Tóc chắc cũng ngang vai thôi. Trời, hay quá ha. Đen hay trắng? Tóc chắc hơi nhuộm hạt dẻ. Không không, rồi da đen hay da trắng? Da cũng không đen mà cũng không trắng, hơi bình thường. Mắt mũi miệng? Mắt thì hơi khó. Chứ nãy giờ em thấy anh đoán là cũng tương đối là trúng hết rồi đó. Anh hay quá, kinh nghiệm sống gừng càng già càng cay nha. Không có đâu, nhát gái làm gì có mà cái... Nhát gái nhưng mà cũng đâu hai mối tình đâu. Rồi rồi em không có đoán ra được ảnh không? Em cảm nhận thử coi. Em chỉ nghĩ là mời hai anh chị sẽ nhìn nhau ở cái nhìn đầu tiên và sẽ nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình như thế nào ha.
em thì cũng tặng em bó bông. Em cũng tặng anh nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Trước tiên là hỏi anh trước ha, thế có giống như những gì anh tưởng tượng nãy giờ không ạ? Được bao nhiêu phần trăm? Chúng là anh nhìn thấy thì cũng đạt yêu cầu. Những em bên ngoài thì anh nhìn cảm thấy được. Khi mở cửa trái tim này ra thì trong lòng anh có cái cảm xúc gì không ạ? Vui. Cảm thấy rất vui. Thế còn em? Em cũng không biết cảm xúc như thế nào. Nhìn thấy anh thì em có... Không, thì em cứ nói thẳng coi nhìn anh như thế nào. Em thấy anh trẻ hơn tuổi so với tuổi anh nói. Thì là không phải em định anh nha. Anh... Rõ ràng 59 tuổi là trẻ đúng không em? Cỡ chừng 53, 54 là tuổi nào? Em thấy ở trong hình anh xấu hơn. Đúng rồi, anh không ăn ảnh. Bây giờ Tường sẽ mời hai anh chị sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Rồi chúng ta sẽ có thời gian riêng để tâm sự với nhau ha. Mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Tôm càng rang tỏi nè, heo quay da giòn nè, đậu que xào nấm linh chi và cơm chiên gạo lứt thịt cua tay cầm. Ồ, thơm phức luôn nha, trình bày rất đẹp mắt và đảm bảo ăn rất ngon miệng. Bây giờ anh chị vừa ăn cơm vừa tâm sự với nhau à, một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Cảm ơn dạ. Tường. Chúc hai anh chị ngon miệng. Mời em ăn, còn đói bụng không? Nhà em ở Lâm Đồng mà. Em ở cách Bảo Lộc 10 km. Bảo Lộc anh cũng đi rồi, còn anh quê thì quê gốc ở người Nghệ An. Anh vào đây lâu chưa? Vào được 40 năm rồi. Nhà em vào Lâm Đồng được 30 năm. Thì em quê đâu, gốc đâu? Quảng Ngãi. À, Quảng Ngãi. Quảng Ngãi cũng miền Trung luôn. Dạ, 8 tuổi là em vào Lâm Đồng. Thì bây giờ anh hoàn cảnh như thế thì em nghĩ thế nào? Trong lúc này em chưa biết nghĩ thế nào. Nhưng mà thời gian hẹn hò thì em hề thời gian được thế nào? Thật ra em rất là ít thời gian luôn á. Thời gian ít cũng vì có thời gian hay sao? Đa phần là em dành cho công việc. Có khi có ngày em không bước ra khỏi cửa luôn. Nói cho vẻ với mình rồi đi ra ngoài xã hội chút xíu chứ. Xuống đây lạ môi trường á. Anh còn ba mẹ không? Mẹ anh mới mất. Mới mất được một năm rồi. Mẹ anh là sống 92 tuổi. Còn bố thì mất lâu. Dạ. Em thì chỉ có mẹ thôi. Mẹ có khỏe đâu. Mẹ em 67 tuổi. Mẹ đứng trẻ mà. Nhìn mẹ em già lắm, không được trẻ như anh. Mẹ có con gái khác, mà anh con trai khác em. Trai bao giờ nó trẻ hơn, lâu hơn con gái. Con gái vất vả hơn. Chúng mình đến đây là có cái duyên rồi, bây giờ cho nhau cơ hội. Thấy chưa? Còn sau này thì để tìm hiểu nữa chứ. Em thì... Sao? Nhiều khi có cơ hội cũng là điều tốt và có khi chưa chắc nó là điều tốt. Thôi em cứ im lặng, chả nói gì. Anh thích một người phụ nữ như thế nào? Anh thấy em là anh được rồi, anh thấy em là anh chấm rồi. Không, đó là anh nhìn bề ngoài thôi chứ chưa chắc bên trong. Thì nói, ví dụ như tính cách anh thích một người là, bây giờ bên ngoài thì anh nhìn như vậy là chấm rồi, anh chấm. Ví dụ như anh thích một người phải biết nội trợ, phải... Không, nội trợ thì anh biết nấu, mà em nhà hàng thì chắc em biết nấu. Em nhà hàng nha, toàn bếp nấu cho em ăn luôn. Nhưng mà anh nấu với anh nấu được. Quá ngon mà. À, ăn ngon. Đồ ăn này là ngon lắm, nhà hàng này là ngon lắm. Em ăn ở đây là em ghiền luôn đó. Thế nãy giờ mình có tâm sự được nhiều hơn chưa? Thí dụ bây giờ mà hẹn hò nhau thì anh chị sẽ hẹn hò cái thời gian như thế nào? Rồi bên nữ thôi. Bên nữ là sao? Thế giờ cổ làm việc vậy đó. Thì đó, bên nữ giờ. Cho bên này thì lúc nào rồi. Bất kể cái làm việc mà nói bận công việc nghỉ cũng được. Dạ, có lẽ hẹn đã. Buổi trưa từ 3 giờ, 5 giờ em có thể rảnh. Trưa uống cà phê, được không anh? Thì em 11 giờ đến rồi, anh tới anh cũng tới. Buổi sáng từ 7 giờ sáng tới 10 giờ trưa em còn rảnh mà. Có nghĩa là sáng dậy, ăn sáng uống cà phê. Xong rồi công việc ai nó làm trưa trưa rảnh thì mình hẹn ăn cơm trưa, cà phê. Thì chúng là anh hẹn lúc nào anh cũng có mặt. 12 giờ đêm em đói bụng quá em muốn ăn khuya. 12 giờ 1 giờ đêm tức là em gọi anh lên anh cũng lên. Ta mở hết rồi còn gì nữa đúng không nè? Anh nhìn mong người con gái sống như dạng gì. Anh ghét nhất những người nào mà bảo thủ. Bảo thủ là sao anh? Bảo thủ tức là mình không chịu nhận sai của mình là bảo thủ. Mình sai mà cứ cố cãi là bảo thủ. Tại vì em thấy cái đúng cái sai là do mỗi người nhìn nhận cái vấn đề theo ý của mỗi người. Cho nên là có thể cái bảo thủ hoặc là cái lập trường, hai cái đó nó gần giống nhau, đúng không? Không, lập trường vì anh cũng đảm bảo, anh nhiều khi anh không đảm bảo mà anh vẫn cứ cố cãi là anh bảo thủ. Tức là mình sai cái gì mình phải nhận, tức là anh sai cái gì em phải nói thẳng, anh thích. Chứ em cứ im lặng anh không thích.
nói thẳng để anh sửa đổi. Điều này nó đúng mà nó cũng không đúng. Giờ thời buổi nó mệt mỏi, áp lực công việc. Mà nếu bây giờ mình cứ im thì đối phương cũng chẳng biết đâu mà lần. Đôi lúc cũng phải có những cái góp ý thẳng thắn để mới người ta, nếu mà người mình góp ý mà người ta không sửa thì cái đó là người ta không có sự chân thành. Nếu mình im mình không nói mà mình muốn người ta hiểu mình thì cũng khó. Thì đó phải nói đó, dạ. Thì đó là phải nói. Nhưng ngược lại, phụ nữ nó cũng có những cái rất là khó nói, rất là tế nhị. Thì mình cũng phải là nhạy cảm. Nếu mình yêu thương nhau thì mình cũng phải nhạy một chút. Đủ tinh tế. Đủ tinh tế để mình hiểu. Ví dụ như mình thấy để mình hiểu nhau, dạ. Mà thông cảm với nhau, nhiều khi đừng chấp vặt. Mình thấy chấp là hay đi đổ vỡ. Em thì sống ở Đà Lạt cũng khá lâu, cho nên là cái bản chất của em nó hơi trầm một xíu. Nghĩa là em không được sôi nổi như người Sài Gòn. Thì anh cũng trầm tính mà. Bình thường ở nhà không nói gì đâu, im lặng, chả bao giờ nói câu. Ai hỏi thì nói. Chứ mình đi ra mình cần nói là mình phải nói. Còn nếu mình cần thì thôi. Em còn mẹ già một con nhỏ. Không biết anh có đủ rộng lượng để mà cùng em, không, cùng ai em lo cho mẹ, hai người. Ai có mẹ già cả. Tức là ai có mình thì phải có mẹ già. Đúng không? Nha, tại vì nhà em là neo người, không có người, cho nên là em phải tìm một người là phải đủ thông cảm, đủ tình yêu thương. Em không muốn làm mẹ em là gánh nặng của người khác, nhưng mà với em thì đó là một trách nhiệm không bao giờ bỏ được. Với em còn một con gái, em phải ở chung. Tất nhiên là cái điều đó là chắc chắn rồi đấy, vậy nhưng chả lẽ bỏ con được. Anh hiền lắm, anh nói thật. Mình thương nó, thương lại mình thôi. Với lại bây giờ thì mình là khi đã chấp nhận lấy thì mình phải chấp nhận những cái khó khăn của người ta. Dạ. Con bây giờ là cũng là đại học rồi. Cái đó chị thấy không có khó gì trơn á. Em quá lo xa rồi đó. Nhiều khi mình lo xa mình là làm mất cơ hội của mình. Cái đó là điều hiển nhiên. Anh đến với tôi, anh phải chấp nhận hoàn cảnh của tôi như vậy. Nói chung là dù em có anh có bấm nút hay là không bấm nút, tại sao này em vẫn chúc anh là thế này không bấm nút. Nói chung anh em không bấm nút, anh vẫn cứ bấm. Tìm vợ là mình phải bấm nút, còn người ta bấm hay không là quyền người ta. Đúng rồi anh. Đấy, anh vẫn cứ bấm bình thường. Dạ. Yeah. Buồn thì tất nhiên phải buồn. Tại vì mình nói không buồn nên là mình nói dối với lòng mình. Đúng. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. Sau 3 tiếng đếm một cái tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Em vẫn cương quyết không bấm. Lý do gì ạ? Vì sao ạ? Không, mình cứ lâu quá rồi em không yêu, tin vào tình cảm nhiều ấy. Nên là em sợ mình phải có trách nhiệm với cái điều bây giờ mình phải làm ấy. Em xin lỗi, không phải đó là tùy em thôi. Em không chê anh một cái gì hết, bởi vì em với em anh rất là trong mắt em anh hình thức hay là cách nói chuyện rất là ngay thẳng và rất là dễ thương. Nhưng mà em chắc có lẽ từ phía bản thân em á chưa có tìm được cảm xúc của mình. Đúng rồi, Tường rất là buồn vì không có mai mối được cho hai anh chị, nhưng mà cái cảm xúc thì khó nói lắm á, tại vì nó không chạm được nhau thì Tường cũng chịu thôi. Tường thay mặt chương trình gửi đến cho mình một cái phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đừng có nghĩ nhiều quá, phải mở rộng lòng mình ra. Đôi lúc mới ở cái nhìn đầu tiên thì không có rung động được đâu. Tuổi mình bây giờ khó lắm, phải cho mình cơ hội thử. Đâu em sợ nào? Em cho người đó cơ hội hay là em lại làm cho người đó bị tổn thương. Mình cho mình cơ hội trước cái đã, còn cái chuyện tổn thương tính sao. Mình cứ chưa yêu mình cứ sợ rủi nhưng không có được rồi người ta tổn thương. Nhưng bây giờ mình không được yêu là mình là đã thiệt thòi rồi. Em mời chị Cát Tường một cái đi đó. Em rất là thích chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Thật ra là hai đứa tôi bằng tuổi nha, tại tôi quen rồi đó. Thôi kệ, cố gắng lên, phải mở lòng mình ra ha, sớm có tin vui nha. Rồi em cũng chúc anh là sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Thôi thì bây giờ dục tốc bất đạt, chậm mà nhiều khi nó chắc, chứ vội vàng mà không được thì cũng không phải. Nhanh nha. Một buổi casting bạn quen hò thì để coi là cách anh giới thiệu thể hiện mình như thế nào á. Rồi giờ anh nói giúp em giới thiệu về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Cảm ơn, tên là Nguyễn Văn Tần, sinh năm 87, em ở Quảng Ninh. Hiện tại thì đang ở nhà, vừa đi nước ngoài về ăn tiếp, chưa đi làm gì. Vừa đi nước ngoài về ha? Vâng. Anh đi đâu lận? Anh đi nước ngoài là anh đi đâu? Em đi lao động mà.
xuất khẩu lao động ở đâu lận anh? Nhật. Nhưng mà anh đi xuất khẩu về đây rồi anh kiểu anh đi du lịch để ấy lộn à. Rồi sau đó anh có về Nhật lại không hay là như thế nào? Không, anh biết hạn hợp đồng rồi anh về nhà. Dạ rồi. Hồi nãy anh nói là anh ở Quảng Ninh hả? Là sống ở Quảng Ninh luôn ha? Vâng, ở nhà luôn, ở nhà, cái tận ở nhà luôn. Rồi, nghề nghiệp của anh hiện tại là bây giờ là cái gì? Em chưa làm gì, em vừa mới đi về được hơn tháng, chưa có được đi. Rồi, ví dụ như bây giờ ghi hình bạn muốn hẹn hò ở Sài Gòn á, anh bay vô được không? Đó. Rồi, à, bây giờ anh giới thiệu sơ cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh của em á, em thì điểm mạnh của em thì cũng chỉ hòa đồng vui vẻ thôi, hay giúp người. Cũng không có gì gọi là nổi bật quá. Còn điểm yếu thì sao ạ? Điểm yếu thì nói chung là nó cũng nhiều điểm yếu. Anh nói sơ cho em đi. Điểm yếu thì hay rất là nhiều lúc làm nhiều việc không nên trốn hay bỏ cuộc. Hay bỏ cuộc rồi. Vậy thì bây giờ về cái tình trường đi, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật là bao lâu rồi anh? Em đi 3 năm mới về. Cái hợp đồng ra có thì mình về. Tình trường thì có một vợ hai con, ly hôn được 4 năm rồi, từ đó là chưa luôn gì cả, đi làm. Có một vợ hai con, ly hôn 4 năm. Mà là sau đó là anh mới đi qua sau đó anh mới đi qua Nhật đúng không? Vâng. Rồi bây giờ anh nói giùm em về cái mối hôn nhân của anh đi. Anh quen cô ấy như thế nào? Năm bao nhiêu? Lý do tại sao hai người lại chia tay? Dạ, ngày xưa vợ cũ em ở Bắc Giang, ra Quảng Ninh làm công nhân. Em làm công nhân mỏ thì ở chỗ ở đấy thì quen nhau sau được khoảng độ gần một năm thì cưới về thì ở với nhau được hai con đến năm 2019 thì ly hôn. Thì nó cũng chỉ là xung khắc đi làm đi ăn rồi mãi chơi mãi trước rồi trách móc nhau, không có vấn đề gì to tát thì là vợ đưa đơn ly hôn thì trong lúc nóng thì ký vào thì mang đi nộp, vợ đi nộp một tuần sau thì tự nhiên cũng quyết định kiểu ly hôn vắng mặt đấy. Thế là thôi, về đi học tiếng không đi làm. Ly hôn là do chị là cãi nhau hả anh? Thì cái thời gian ấy em làm ở mỏ, em đi du lịch Trung Quốc 10 ngày, xong là ở nhà vợ đi làm công nhân này, xong là cứ nhiều lúc là tối là về muộn ấy, hoặc là cứ đi ăn hát bạn bè, xong là về ông bà nội cũng phản ánh thì bảo vậy không được, thế là về hai vợ chồng cãi cọ nhau, đàn ông đi được, đàn bà đi được, họ kia không ở được thì viết đơn tôi ký cho. Thì lúc ấy với nước ngoài về bổ là vợ toàn đi chơi 11, 12 giờ đêm mới về, con cái nấu cơm nấu kiếp cần để ông bà lo ấy, về cãi nhau. Thế là xung đột ra thì sau khoảng một tháng, xa hơn tháng sau là xong thôi. Đơn giản mà, cả xóm mình không ai biết là bỏ nhau, cũng cãi quản nhau thì trục trặc một chút vậy là. Nhưng mà hiện tại á, thì dạ. Hai đứa con đó đang ở với mẹ hay là ở với anh? Đứa bé thì ở với mẹ được 6 tháng, nhưng mà ở chỗ ở trên gần khu làm, nhưng mà nó bé quá thì mẹ đi làm em không yên tâm thì đón về ông bà, thời gian em làm thì ông bà
với nó cả với cả đứa lớn ở đây nữa. Thì bây giờ hai chị em nó cùng em em về thì nó ở cùng với bố, còn ông bà thì ở cạnh nhà, hai nhà cạnh nhau mà, nhà ông bà hai bên này đó, sát nhau cái sân luôn, là ông bà trông ngon cho con lúc mình đi làm. Dạ rồi. Mẫu bạn gái lý tưởng hiện tại anh mong muốn là gì nè? Bây giờ ơi, mong muốn làm sao được, bây giờ chỉ cần người nào người ta không được hoàn cảnh của mình, người ta sẽ chia được. Thì là ôi bây giờ làm sao mình có lựa chọn. Rồi, về ngoại hình thì sao ạ? Đã Về ngoại hình thì sao? ngoại hình thì là ưa nhìn đẹp thì càng tốt, đàn ông Nhưng mà đẹp cao mét bao nhiêu? dạ Cao mét bao nhiêu? cao thì em có 1m66 thôi, cao thì tầm 1m55 đổ lên một chút là vừa rồi, cao quá là em không không vừa. Rồi. Nghề nghiệp của ấy thì như thế nào nè? Ổn định là được đúng không? Anh đâu có quan trọng là cô ấy phải là người như thế nào đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là ở ngoài Bắc này thì càng tốt, nếu mà trong kia thì không biết người ta. Em thì lại nhà cửa gia đình em đầy đủ ở ngoài này hết rồi, xa người ta có mấy. Rồi. Em ở riêng mà em nhà cửa em ở riêng mà. Nghề nghiệp là sao cũng được ha, miễn có nghề được Nhà nhà nhớ đó. Ngày giờ thì có thích làm đã chưa chưa vừa về chưa xác định được hướng gì vậy. Em đang dự định em không không đi làm công nhân nữa, em đang dự định làm mở quán bia rồi tạp hóa ở nhà đó. Chúng con nó đi học đi hành làm ở nhà thôi, mình mới đã 36 37 rồi, không không thích đi kiểu công nhân vào các khu công nghiệp ngay cạnh nhà, nhưng mà nó vừa bán hết thời gian cho gia đình. Ông đang cái đang định mở vốn làm ở nhà. Rồi, À. về tuổi tác thì như thế nào nào? Tuổi Về tác anh đã mong muốn bạn gái của anh là cho em con số nhất định nha. cứ từ 25 27 đổ lên đến gần bằng nhau là được, trẻ quá thì chắc là không 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 người ta không lấy được đâu. Đúng vậy đó. Còn Rồi. là 27 30 hoặc 30 hơn một chút là được. Nhưng mà cô ấy đã từng có gia đình hai đứa con được không? Đã Cô ấy đã từng mà có con được không? có con nhưng mà con trai con gái ở với bố hay ở với mẹ như nào, bây giờ mà người Thì tất ta nhiên là có con sẽ ở với mẹ trước. ở mẹ con trai con gái ở thì Em đâu biết, bây giờ em đang hỏi anh là anh muốn là cô ấy là có con được không thôi, chứ em chưa có hỏi tới là cô ấy có con trai hay con gái, tại vì hiện tại em chưa kiếm được cái người phụ nữ phù hợp với anh, em đang casting thôi. mà nếu mà có người mà người ta đổ vỡ rồi nhưng mà không vướng về quan hệ càng tốt. Em thì con gái thì lớn thì nó cũng chỉ vài năm chứ nó học hết cấp thì nó ra ngoài, còn hai đứa con một đứa nhỏ thôi mà thì nó dễ hơn. Nhưng mà thật ra bằng bằng cỡ tuổi anh á, hoặc là có nhiều người kiểu sinh năm 1997 xong rồi họ cũng có gia đình, lập gia đình sớm anh ơi. Vâng. Cho nên là bây giờ mình cũng phải thông cảm, tại vì anh cũng đã có vợ có con rồi, anh lên đó anh chắc chắn anh cũng phải khai tất cả những cái thông tin này. Thì bây giờ nếu mà anh nói là người ấy cũng chưa từng kết hôn thì bảo đảm được. Đó. Kết hôn rồi thì cái đấy nó không quan trọng, quan trọng là bây giờ vấn đề là chẳng hạn là một một vấn đề là chẳng hạn ở xa quá, chẳng hạn trong miền trong, chẳng hạn trong lại còn con cái nữa, thì khi mình gặp người ở lên chương trình mà mình gặp người ta ngại về khoảng cách thì là vấn đề con Vậy thì nó ví đưa dụ đến như đâu là đó, nó khó đấy. ví dụ như em hỏi anh giờ về hôn nhân đi, anh muốn cô ấy đã từng kết hôn có hoàn cảnh giống như mình được không? Được, còn Được mơ còn mơ ha. em như là còn mơ cái gì là cái vấn đề con là con gái được nữa mà. Rồi,
Vậy thì bây giờ cô ấy ở đâu thì được nè, thành phố Hồ Chí Minh hay là ở gần nhà anh yêu xa được không? Yêu xa thì được, nhưng mà cái quan trọng là người ta vẫn tin tưởng thời gian có để lần với nhau rồi gọi kia, không biết có được không, chẳng hạn ở ngoài Bắc khu vực loanh quanh Ủa thì bây giờ Bắc khu ở ở đâu cũng được, đôi khi ở gần cũng cũng có vấn đề, mà ở xa cũng đỡ đỡ chút xíu à. mà nhưng mà quan trọng là nhưng bọn em mà xa quá thì không thể thường xuyên đi vào được cái hay mà tìm kiểu Rồi mà vậy ở Hà luôn Nội ha, gần gần Hà Nội ha, đó. ở Hà Nội ha. Hà Nội thì tốt quá, Rồi ok, nhưng nói mà chung là ở Hà Nội xung quanh anh đi, em cũng có gái thủ nhiều nhiều lắm. đô khó Rồi. dạ, một gái thủ đô khó gần lắm. Nói chung là ở xung quanh vòng vòng Hà Nội đó. Ok anh ha. Rồi. Đây là buổi casting bản hẹn hò thôi, thì nếu em kiếm được người phụ nữ phù hợp với anh thì em sẽ liên hệ với anh sau. Ok. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Alo. Alo, xin chào bạn. Dạ Mình em chào nghe chị. rõ Dạ em nghe không? rõ rồi chị ạ. Rồi, bây giờ mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ em tên là Nguyễn Mạnh Tâm chị. Em sinh năm 1986, quê ở Hà Tĩnh. Nghề nghiệp của em là lao động tự do. Lao động tự do là mình làm công việc gì đó Tâm? Thì em cũng làm bên cơ khí cũng có, rồi bên nội thất cũng có chị. Nói chung nó cũng không không cố định, những hai ba mảng nó cũng kiểu tự do vậy đó chị. Mình đang ở đâu? Em thì ở Hà Tĩnh chị. Là đang làm ở Hà Tĩnh luôn hả? Dạ. Rồi nếu mà mình ghi hình ở Sài Gòn mình có vào được không? Dạ được chị, nói chung nếu mà ghi hình thì chắc là chương trình phải báo trước cho em chị nè. Ừ, đúng rồi, sẽ báo trước cho mình trước một tuần thì chắc mình sắp xếp được không? Dạ được chị, tức là mình ghi hình để phỏng vấn đó chị à. Đúng rồi. Rồi bây giờ Dạ. em nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. Chủ động mình chia sẻ giùm chị ha. Dạ, đường tình duyên thì của em thì cũng có, trong đời thì cũng có một vài mối tình đó chị, nhưng rồi cũng không không đến được với nhau. Còn như điểm yếu của em thì em có cái thói hút thuốc với lại kiểu như cũng có uống bia thì cũng cái giao lưu, uống rượu giao lưu thôi chứ cũng phải là không phải là thèm hay là sáng xỉn chiều say đó. Và còn điểm mạnh của em thì nói chung cũng là người cũng thương người, nói chung cũng bình thường, nói chung không có mưu mô gì hết. Dạ. Rồi, lý do làm sao mà mình không tìm được bạn gái mà mình phải tham gia chương trình? Dạ thì em cũng không biết, chắc là cũng do duyên số chứ đó chị, nhưng mà rồi cũng mình cũng tham gia chương trình để nhờ chương trình bác cầu nối đó chị nè. Thì sao, có nghĩa là bản thân mình thì có cái gì hạn chế không? Mình Dạ lý do không, làm sao mình? em thì không có cái hạn chế, nhưng mà thực chất thì cái gia cảnh của em nó cũng không nó còn 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 không được, tức là cũng không không phải là quá nghèo, nhưng mà có cái hoàn cảnh một xí chị. Đâu Dạ hoàn cảnh sao đâu, nói thử coi, nói cho chị thì biết luôn coi. hoàn cảnh thì em là bây giờ cũng gần 40 rồi mà cũng chưa có nhà có xe hay là chó chi chị, là cũng trắng tay với lại cũng đang ở nhà ba mẹ đó đó. Dạ Rồi sao mà kỳ vậy? Vậy thì sao, là giải thích sao mà trắng tay vậy? Rồi thì trước em có cũng gì không? thì nói chung mình cũng có đi làm, mình cũng có đi xuất là khẩu lao động ở bên Đài Loan về, rồi mình cũng có đầu tư làm ăn nhưng mà cũng thua thất bát thua lỗ gì à. Đi Đài Loan mấy năm? Em đi về Đài Loan 3 năm, Rồi được về nhà được dư nhiêu? về nhà thì hồi đó cũng dư được cũng 300 400, nhưng rồi cũng làm ăn rồi cũng thất bát thua lỗ. Vì ngày trước thì em cũng những cái lúc em còn khoảng 20 rồi 23 24 gì đó, em cũng có đi Thái Lan rồi hồi xưa đó chị, cũng cũng làm ăn cũng không gặp. Ủa rồi Dạ. đi cũng nhiều nơi quá nè, rồi cũng mà về lúc đó mình làm ăn cái gì là mà mình thất bại? Thì hồi xưa thì em cũng làm, em đi bên Đài cũng trúng đợt dịch đó chị, rồi về làm cũng trúng dịch, rồi cũng đầu tư mở quán này, là nói chung cũng làm bên cơ khí đồ một ít nữa, rồi cũng cũng thất bại chị, cũng 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 không may mắn. Dạ. Rồi ok, bây giờ thì mình muốn tìm bạn gái như thế nào? Mô tả ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Thì cái mong muốn của em thì nhờ chương trình bắt cầu nối cho được là tốt nhất thì người cùng quê, không thì từ mô Quảng Bình đổ ra tới Thanh Hóa,
cái pin xa quá thì nói chung nó cũng xa quá chị hiểu không, mức đó thì nó vừa nó gần. Rồi ngoại Dạ. hình sao, tuổi tác làm sao, ly Tuổi dị được không, tác hả? ly hôn được không? Dạ, ly hôn thì cũng được, em thì không có kén chọn, nhưng mà chỉ có là cái mẫu người của em thì tức là người ta phải biết ăn ở với là biết biết chung thủy đó chị nè. Cái em là có đó, em có cái mong muốn như vậy. Nhưng mà ly hôn rồi được không? Gia đình Ly em hôn đó. được không? Không, cái đó Gia không quan trọng. Gia đình em thì không quan trọng, cái đó là em quyết định thôi chứ gia đình đình em thì không quyết định được. Chứ tại vì cái khu vực em sống là Hà Tĩnh, Nghệ An rồi, chị thấy cũng hơi khó vấn đề này nữa nha. Ba mẹ đồng ý không? Dạ không sao, em cũng bình thường, cách đây cũng mấy năm em cũng có yêu một người đã có 2 đứa con, nhưng mà cũng vì một cái vấn đề là không tới được với nhau, là không phải là vì gia đình ngăn cấm, nhưng mà có một cái vấn đề là em không tiện tiện nêu ra, nhưng mà không sao chị. Đâu lý do gì em, lúc đó là biết lý do gì Lý em do nói thì ở ngày đây để ngày tụi trước chị thì lý do thì ngày trước là em cũng yêu qua mạng cũng được khoảng 2 năm đó chị. Em biết đang bên đồng một người đó bên Hàn Quốc thì thôi. sau đó rồi người ta cũng cũng có dính líu tới cặp bồ một xí, chị hiểu không? Rồi thôi lúc đó là em cũng thôi. Dạ. Rồi ok em. Rồi Dạ. bây giờ thì cái thu nhập của mình là ổn định chưa Tâm? Thu Tháng nhập của em thì 1 tháng thì cũng được khoảng 8-9 triệu thôi chị ơi. nhiêu? Cũng không có Rồi bây nhiều. giờ lấy vợ là phải 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 ở bên nhà chung với ông bà luôn đó hả? Làm dâu đúng không? Dạ nếu mà trước mắt thì cũng cũng làm dâu, nhưng mà về ba mẹ cũng thoải mái lắm, không có vấn đề gì. Tại vì em chưa có nhà riêng thì trước mắt thì mình phải chịu chấp nhận ở với ba mẹ, sau rồi mình có phấn đấu thì mình xây túp lều rồi mình ra ở riêng cũng được chị. Dạ. Ok. À, Rồi còn được rồi, như nếu mà được chọn á thì chương trình liên lạc lại với mình rồi trao đổi thêm nha Tâm nha. dạ rồi 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 em phần chào cá chị. xong rồi đó. Rồi cảm ơn em. Chào em. Dạ dạ em chào chị. Ủa có mình chị Cáp à hả tụi cưng? Công việc là đang cắt tóc ạ. À? Đang Thợ làm. cắt tóc làm cho ai, cho nhà em hay là cho sao? À em làm thợ thôi, em làm thợ, em làm thuê. Em sinh năm 96 hả? Dạ đúng rồi, em sẽ làm 96. Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Huy ơi. Điểm mạnh này vui vẻ, niềm nở. Điểm yếu thì có hút thuốc với lại uống nhiều bia. Thêm đi em nói chủ động chia sẻ về bản thân nhiều hơn cho chị ha. Còn gì Dạ. nữa không? Thì nói chung là người điểm điểm mạnh nữa, điểm yếu nữa hả chị? Đúng rồi, em còn gì không? Rồi nói đường tình duyên của em đi. À đường tình duyên hả? Đường tình duyên thì mới chia tay người yêu chắc được 3 tháng ạ. Là sao? Em quen được chia sẻ cụ thể đi, lý do tại sao chia tay? À, em quen một bé tầm 19 tuổi thì cảm giác thì bé hơi trẻ con nên chia tay. Rồi, vậy muốn tìm bạn gái như thế nào? À, cũng là một người vui vẻ niềm nở biết chăm sóc bản thân. Rồi gì nữa không? Vui vẻ niềm nở biết chăm sóc bản thân thì ngoại hình thì bình thường thôi. Em đi làm này là bao nhiêu lâu rồi, cắt tóc á? Dạ em làm nghề cắt tóc từ đầu năm. Là mới đây thôi. Dạ đúng Trước rồi. đó em làm cái gì? Dạ trước đó em có làm tự do rồi đầu tư các rồi có Rồi phụ. bây giờ là công việc đã ổn định chưa? Dạ hiện tại thì em ổn định của cái nghề cắt tóc, thì em đang đang làm nghề thì đang là ổn định rồi. Cái thu nhập mình mỗi tháng khoảng bao nhiêu em? Dạ thu nhập mỗi tháng tầm từ 9 đến 10 triệu. Rồi em ở chung với gia đình hay làm sao? Dạ em ở ở trọ vậy. Ở trọ hả? Sao là không gần nhà mình hay sao? Em làm ở đó là sao ở trọ? Dạ em quê Đắk Lắk nhưng mà em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đang ở làm ở quận 12. Rồi ok em, nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình trao đổi thêm nha.
Dạ. Nghe thôi nha. Rồi, cảm ơn em ha. Ừ.